đấy. Này bác về nhá. Bảo lại làm lại. Chứ nhá. Lấy vở đi, lấy bút lấy vở sang đây. Cái này bác lấy chữ cái xong một cái nó đọc cho con để biết nhá. Biết học chữ cái không? Ký lấy cái này về ấn xem chữ nào với chữ nào nhá. Cái này là bảng chữ. Đây. Đấy, ở đây như bác lấy đinh rồi, bác đóng đinh rồi. Ở đây nhá. Đây này. Thì con ấn nhá. Bé ơi, hẹn gặp lại. Đây này. Đây này. Đấy.
Đi ấn vào cái này nhá, cái nút này này. Muốn xem chữ nào là ấn vào nút đấy nhá. Đấy. Được chưa? Cái này thì cứ học theo nó nói nhá. Đây là ấn này. Cứ học theo chữ cái, học theo cái này nhá, học theo nó nói như thế. Đấy. Đấy. A. Đấy, học theo cái này này. Đấy. Thì đọc theo nó nhá. Đấy. Tí học theo cái này nhá. Học cái này xong tí luyện tô đi nhá. Tập tô đi nhá. Ba đi làm đã nhá. Thank you.
Thank you.
Thôi bác đi về thôi. Bác về thôi. Nhá bác, quần áo bác bẩn hết rồi. Bẩn hết rồi này. Bác về tắm đấy nhá. Thế con cứ tắm. Cứ nấu cơm xong là nấu ăn xong là đi ngủ sớm đi nhá. Nhá, bác về nhá. Đâu, cơm cơm ngon không? Ui, cháy rồi đấy. Tắt lửa đi thôi. Nấu nấu rau thế xong là ở đây nhá. Ăn cơm xong đi ngủ đi nhá. Mai bác lại về đây nhá. Ừ, nấu cơm sớm nhá. Xong là đi ăn xong là đi ngủ đi nhá. Hãy
quá.